anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mấy cái hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới để chiều vàng hơn lên làm tao, đợi chờ một không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao làm vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàn hậu về cao sang quyền quý, được một người quân vương vừa ý thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắc đôi cánh nhung thiên. Em ơi lâu đài tình ngày đó sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đài. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đâu chưa đi vào tôi thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Một tràng vỗ tay cho Minh Tuyết ạ. Một tràng vỗ tay cho một tràng vỗ tay cho Đàm Vĩnh Hưng ạ. Tình tú trời cao làm vương miền xa, cho mắt em xanh đến tận muôn đài. Hoàn hậu về cao sàn quyền quý, được một người quân vương vừa ý thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trần ra anh đưa em vào bằng tiếng hát chắc đôi cánh nhung thiên thà. Em ơi lâu đài tình ngày đó sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, trong mắt em xanh đến tận muôn đài. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Cảm ơn Minh Tuyết, cảm ơn Đàm Vĩnh Hưng, cảm ơn các bạn Vũ Công rất nhiều. Thank you dancer. Wow, em chào chị Tuyết. Chị chào em. Chị ơi, chị đứng lùi lại tí xíu nha, tại chị đứng gần á khán giả sợ. Đàm Vĩnh Hưng ơi, anh đứng cao cao lên xíu. Dạ, anh che chị Minh Tuyết lại. Okay, giùm em. Dạ vâng ạ. Ủa? Hả? Chị gì em? Không, che cái phần vai của chị lại á. À, dạ. Có gì đâu, có nhiều thì mình cứ bung nhiều. Chị này. Em
này. Cứ giỡn hoài thôi. Giỡn mới vui chứ em. Hèn chi nãy giờ thấy anh Lê Hoàng ngồi dưới cười hoài. Trời ơi. Ngay bây giờ chị có sẵn sàng và anh Đàm Vĩnh Hưng có sẵn sàng để nghe anh Lê Hoàng nhận xét không ạ? Rồi, sẵn sàng rồi. Còn chị? Em mời anh. Phát hôm nay thứ nhất là rất duyên dáng, thứ hai là rất tự nhiên, và thứ ba nữa là em sao nhỉ? Em có vẻ vô cùng gọi là thả lỏng á. Có nghĩa là hình như em không thi hoặc là em quá nhuyễn cái sân khấu này. Cho nên có cảm giác là em làm tất cả các động tác và tất cả các cái bộ điệu á đều không có một chút ngượng ngùng, không có một chút gọi là cứng nào đơ nào cả. Cứ như là sân khấu thuộc về em á. Đó là một cái điều rất là hay. Mình thích, cảm ơn anh rất nhiều. Còn Đàm Vĩnh Hưng như thế này này bạn ơi, bạn đã cho khán giả thấy một Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn khác. Nên là hôm nay Đàm Vĩnh Hưng chỉ có trang phục là giống thôi, chứ còn giọng ca và bộ điệu không giống. Theo tôi là như thế. Anh Hưng là có một cái nét gì nó gọi là ngông á. Cái kiểu gọi là lắc người, cái kiểu lườm nguyết, cái kiểu ấy. Nó hoàn toàn không giống. May là đoạn cuối thì về cái dáng điệu còn đỡ đi một chút. Em cảm ơn giám khảo Lê Hoàng rất nhiều ạ. Ngoài anh Lê Hoàng ra thì anh Đại Nghĩa cũng cười, cười rất nhiều. Anh Nghĩa cười xong đến lúc mà mọi người cất giọng hát lên là anh Nghĩa nhăn mặt. Cười trong cái sự nhăn mặt thì không biết đó là cái sự hồ hởi hay là cái sự đau khổ hay là một cái cảm giác hoang mang tột độ vậy? Trước tiên anh muốn cười là bởi vì thế này. Ngày hôm nay trong số các khách mời của chúng ta thì có ba anh đàn ông. Mà ba anh đều quá thân thành ba nhân vật nữ hết. Cái tự nhiên mình nhìn mình, trời đất ơi, ca sĩ nữ Việt Nam mình ai nấy cũng tập tạ to dữ vậy sao ta? Người nào người nấy cũng dạn dở hết trơn á. Nhưng mà cố gắng phải mềm mại lại, cố gắng phải ép mình trong những chiếc đầm nhỏ bé và chật chội để mình hóa thân thành những ca sĩ nữ, đều là những người đẹp hết. Với Minh Tuyết cũng như thế. Minh Tuyết thì nổi tiếng là một người ca sĩ rất là đẹp trên sân khấu. Và cái cách cô ấy hát, cái cách cô ấy nhúng người, cái cách cô ấy đưa tay ra, nó đều có cái sự chủ định hết, chứ hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Vâng ạ. Ở mùa trước em cũng đã từng có cơ hội làm chị Minh Tuyết. Và ở mùa này với cái màn tái xuất lần này thì em cứ có cái công thức cũ là em áp dụng là cứ ra chi tiết thôi. Chỉ có một cái câu thần chú như thế này: nhức đầu, đau bụng, gom hụi, đó, ra chị Minh Tuyết. Đó là cái điều mà chúng ta phải nắm bắt ở những nhân vật mà chúng ta hóa thân á. Về giọng hát thì đúng là hơi khó thật. Khó để mình có bắt chước. Nhưng mà Phát nắm được một cái điều là chị Minh Tuyết hát á, là sẽ ngân rung ở những cái phần cuối của cái từ. Ví dụ một cái từ nó kéo dài 5-7 nhịp thế này, chị sẽ rung ngân rất là nhiều vào những cái đoạn cuối cùng. Thì Phát nắm bắt được cái điều đó, cho nên là có những đoạn em làm rất là ra, rất là giống về cái phần ngân, độ rung. Còn với Thắng, Thắng đã bắt được cái cách hát của anh Hưng, cái cách lấy hơi, cái nấc, cái nghẹn và cái nhựa nhựa một tí của anh Hưng. Hoặc là những cái nốt cao khi anh Hưng anh vuốt cái nốt lên, vuốt cái chữ lên á, thì anh nghe ra. Nó chỉ khác anh Hưng một tí là khi anh Hưng hát á, cái độ vang sáng rõ hơn em. Còn em hát anh cảm giác nó còn hơi bị tù ở trong đây. Âm thanh á, nó chưa có thoát ra bên ngoài nhiều. Cái phần không, hát của mình lúc tập thôi. Là Thắng hát giống lắm, ra anh Hưng lắm. Không hiểu sao lên đây làm như nhường Minh Tuyết hay sao á. Đó, em thử, em hát thử câu đầu đấy. Câu đầu anh nghe giống lắm luôn á. Anh... Đó, đúng rồi, cứ màu vậy. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Không em ơi, cái đó là ở quá rồi nha. Cái đó anh ta kêu là ở chua luôn em. Thật ra hồi nãy em hát anh nghe giống hơn nha. Có thể là do áp lực về mặt tâm lý như thế nào đó thì mình không có bằng so với lúc bình thường mình tập luyện. Cảm ơn hai anh rất nhiều ạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất nhiều ạ. Và ngay sau đây sẽ là phần nhận xét đến từ giám khảo Mỹ Linh. Xin mời chị ạ. Tôi thấy là hôm nay bản thân các thí sinh của chúng ta rất là lịch sự nhá, là nhường cho các khách mời. Cái lý do mà ngày hôm nay á, cái phần anh Hoàng nhận xét là cái phần diễn của em nó chưa thực sự giống anh Hưng lắm á, là vì em nhường cái tông để làm sao cho Phát có thể hát được. Chứ còn nếu hát đúng cái tông giọng của anh Hưng và Minh Tuyết thì sao mà Phát hát nổi? Thì chắc chắn là Phát hát thế không nổi. Thế nên là em phải hát thấp hơn xuống so với cái bài gốc. Có phải vậy không? Dạ, một phần cũng là như vậy, còn một phần nữa là em cá nhân em cảm thấy là với cái beat tông thấp hơn một xíu thì em dễ vuốt ở cái đuôi của anh Hưng hơn. Người ta đã bênh rồi đó mà còn cần cãi. Bạn ấy chân thật chị. Em sẽ cái phao mà không được. Cộng điểm thiệt tình chị. Thôi cộng cái điểm chân thành. Em cảm ơn chị rất làm nhiều. Làm chị có chả biết nói gì nữa. Thì thực ra là hôm nay cái gì nhỉ? Đau bụng này. Dạ, nhức đầu này. Đau hụi. Thì là điểm sáng sân khấu hôm nay là đúng là Minh Tuyết đã cướp hết. Nhưng mà nếu mà anh Hoàng nói là em không giống Đàm Vĩnh Hưng một tí nào thì hơi khắt khe quá.
Em chỉ giống ý kiến nhau. Tức là em có nghiên cứu và có giống. Chỉ là em hơi hiền. Hiền quá là và bị cái nhân vật hát của mình họ quấn hớp. Họ hớp hết cả hồn mình. Đâm ra là lần sau là phải tự tin tỏa sáng lên. Dạ vâng. Và nhưng mà chị thấy đây là một tiết mục vẫn rất là hay. Dạ, em cảm ơn. Đêm chị số 10 này rất là hay. Dạ. Cảm ơn Dương Khả Mỹ Linh rất nhiều. Và một lần nữa xin chúc mừng anh Đàm Vĩnh Hưng, Phạm Việt Thắng và chị Minh Tuyết. Võ Tấn Phát. Ủa sao chị cười kỳ vậy? Cảm ơn em. Mình đi thôi nào Tuyết. Chị ơi, chị Tuyết nói giọng thanh thanh tí xíu mình. Không, chị mệt quá rồi, bao nhiêu lớp đồ trong người chị. Dạ, hồi vậy mời sáng chị về chỗ luôn. Dám ăn uống. Dạ rồi, em cảm ơn chị rất nhiều.